Xin kính chào các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là tại sao nhiều cái tài khoản Shopee của các bạn lại bị khóa cùng một lúc khi đăng nhập vào cùng một thiết bị, và cách khắc phục nhé, cách đề phòng. Thì đầu tiên, khi các bạn dùng nhiều tài khoản để áp dụng nhiều mã giảm giá nhiều lần, thì khi đó cái, ví dụ đây là cái client này là máy của các bạn kết nối với cái con mua cái router này, nó chính là cái con wifi của các bạn, cái wifi ở nhà các bạn. Thì trên này cái Shopee qua nhiều bước đây, đến Shopee đây, thì khi nhiều lần các bạn dùng một thiết bị mà đăng nhập nhiều tài khoản khác nhau ấy, thì khả năng cao ấy, thì cái Shopee này nó sẽ chặn luôn cái địa chỉ IP của các bạn, nó sẽ chặn ở đây nhá, hoặc là nó sẽ thường thường ấy, nó sẽ chặn luôn cái cục wifi của các bạn này, chặn cái địa chỉ IP của cục wifi này nhá. Đó là lý do tại sao các bạn dùng đăng nhập tạo tài khoản mới bằng cái thiết bị cũ thì cũng bị chặn, cũng bị báo là gian lận tài khoản nhá, nó chặn luôn ở cái con R1 này. Thì tất cả những cái điện thoại mà thiết bị này kết nối với con R1 này thì cũng bị lây theo, bị chặn theo nhá. Đó. Thì để khắc phục thì chúng ta có thể đầu tiên cách khả quan nhất là các bạn thay đổi địa chỉ ở vị công cộng của wifi. Hoặc bằng cách nào ạ? Thì cách mà nhiều người thường dùng làm ấy, thì đó chính là cách thứ hai, thì thay đổi địa chỉ IP wifi bằng cách lên Google gõ nhé. Các bạn lên Google gõ thay đổi địa chỉ IP công cộng của wifi. Nếu được nhé, còn thường thì là các nhà cung cấp mạng sẽ tự động cấp phát cho các bạn cái IP. Và tuy nhiên cách này thì nghe cũng phải hơi khó hiểu lằng nhằng đấy nên một số bạn, tức là mình mà không chuyên ấy thì mình cũng không biết được đâu, phải không? Cho nên đến cách thứ ba, chúng ta dùng VPN. Các bạn có thể dùng Hotspot Shield. Có nhiều cách để các bạn có thể thay đổi cái fake IP này. Fake IP. Còn trên điện thoại di động ấy, thì các bạn có thể tắt wifi, tức là không kết nối vào con wifi này nữa, và khởi động lại đi, khởi động điện thoại nhá. Thì khi đó các bạn dùng luôn cái mạng internet, mạng của máy để kết nối vào Shopee. Thì lúc đó các bạn có một diện mạo mới rồi, nên các bạn yên tâm. Đó là những cách cơ bản để gọi là khắc phục cái tình trạng mà bị xóa, bị khóa nhiều tài khoản khi đăng nhập cùng một thiết bị. Từ lần sau các bạn không được dùng con wifi đấy để kết nối với con điện thoại mà các bạn đã kết nối trước đó, mà phải thay bằng con wifi khác. Thì ở đây cái cách nữa thì các bạn có thể là mượn wifi nhà hàng xóm nhé. Thì nhiều khi là các bạn có thể tưởng tượng rằng là, ví dụ là nhiều người ta nói rằng là có thể bị chặn cái địa chỉ MAC, tức là nó là một cái địa chỉ vật lý ở trong cái phần cứng ấy của các bạn ấy, thì không nhé. Bởi vì nó không thể nào có cách truyền cái địa chỉ MAC của máy của các bạn đến tận cái con Shopee này được, đến tận cái máy chủ này được. Các bạn có thể tham khảo mô hình của OSI nhé, 7 tầng. Thì ở đây các bạn có những cách này. Và các bạn lưu ý là đừng cái con wifi các bạn mà bị chặn ấy. Nếu các bạn áp dụng những cái cách mà thay đổi là không nói, và nếu mà cách khác thì là các bạn đi thay đổi, mượn wifi nhà hàng xóm là ưu tiên hàng đầu nhá. Lưu ý là từ sau là không được kết nối nhiều tài khoản vào cùng một thiết bị, kết nối cùng một cái con wifi nhé. Ok, chúc các bạn thành công.